Các bạn biết trên tay mình là cái gì không? Đây các bạn thấy nó giống một cái hộp đồ chơi cho con nít đúng không? Nhưng mà thì thật ra thì đây nó là một cái dạng tai nghe mini. Đây của hãng Disney. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, những ký hiệu này là của tai nghe. Đây là một cái công ty của Trung Quốc. Đây là hàng nội địa Trung Quốc các bạn nhé, không phải hàng phà kè này. Disney này, tên này Disney F9 này. Mình sẽ khui hộp về cho các bạn xem cái sản phẩm này, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Này, cáp sạc Type-C. Cáp sạc này nó sẽ là một cái quy chuẩn mới, sau này iPhone cũng phải dùng cái loại Type-C này. Đấy, cáp sạc Type-C. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây là sản phẩm. Đẹp chưa? Cái này thì mình cũng mới lấy. Cái chất lượng hoàn thiện của cái này rất 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 là đẹp luôn. Nếu như mà các bạn là con gái mà mua cái tai nghe này thì mình nghĩ nó cực kỳ là xinh. Giá rất là rẻ, 200 nghìn. Hàng chính hãng các bạn nha. Này. Mini Mosu. Tiếng Anh thì ngu. Mình bóc cho các bạn xem này. Đẹp không? Đẹp lắm, cái này đẹp lắm. Nó rất chắc nha. Mình làm một tay nó hơi khó. Đây. Một chiếc. Hai chiếc. Đẹp không? Đây là màu hường. Màu hường nam tính. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói về pin. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái màng loa bên trong bằng kim loại này. Con này chống nước này, chống mồ hôi này. Cảm ứng ở đây này. Đây. Cảm ứng điều khiển bài hát ở đây này. Đó, thấy chưa? Nhỏ gọn. Đeo rất phù hợp luôn, âm thanh nghe cũng sướng. Pin thì đây mình cho các bạn xem cái quyển hướng dẫn sử dụng của nó. Mình làm một tay đâm ra nó hơi bị khó. Mặt này là Trung Quốc. Mặt này là tiếng Anh. Cái này nó là bản quốc tế cho nên nó có tiếng Anh đây các bạn này. Ở chỗ mình nóng là mình bật cái quạt nó ra cái này nó chạy. Đầu tiên là dòng đầu tiên nha các bạn nhé. Đây, model là Disney F9 này. Bluetooth là phiên bản 5.2 này. Khoảng cách kết nối tối đa là 10 mét này. Khoảng cách sạc là 1 giờ cho cái bốc sạc này. Khoảng cách sạc cho tai nghe cũng là 1 giờ này. Thời gian sử dụng trên mỗi một tai là 4 đến 5 giờ này. Dòng sạc là con này là 3,7V này. 25 mA trên một tai nghe này, đấy. Cái đốc sạc của nó là 180 mA. Thì ở đây mình có hai dòng cho các bạn tiện so sánh luôn với cùng một giá tiền nhá. Đây. Đây là con LP40 của Lenovo thì hôm trước mình có làm cái video rồi. Đây các bạn. Nó cùng dùng chung dây sạc nha. Đây, cái dây sạc con này cũng sạc cho con này được. Đấy, hai dòng khác nhau. Đấy. Đây là Lenovo, còn con này là Disney. Cùng giá tiền các bạn 200 nghìn nha. Đây. À, bạn nào chưa xem cái video mình review cái con này thì các bạn có thể là tìm trên kênh của mình. Đấy. Thì để so sánh với hai con này về hình thức nhá. Con này ấy, thì phù hợp với những bạn nữ. Tại vì cái hình dáng rất nhỏ xinh, nó giống một cái hộp phấn son. Cực kỳ là đẹp luôn này. Hoặc là bố mẹ nào cho con học online thì có thể mua cái này cũng được. Thời gian pin của nó thì cũng 4 giờ. Nói chung là nếu như nghe một tai này học một buổi hết, cắm vào đây lại nghe tiếp cái này
quá ok luôn, mà sản phẩm chính hãng. Rồi bây giờ nói đến cái con này đi. Con này thì cái pin dung lượng pin thì một cái tai này là 35 mAh, nó nhiều pin hơn con này. Đấy, hai con này đặc điểm thì giá tiền thì bằng nhau, nhưng mà cái dòng Lenovo này thì pin trâu hơn cái dòng Disney. Các bạn hiểu đơn giản không? Hai cái này thì đều chính hãng và nội địa Trung Quốc, giá tiền bằng nhau nhé. Hôm nay mình nói để các bạn có thể là hai sản phẩm này các bạn có thể lựa lấy một sản phẩm cho riêng mình, thế nào nó phù hợp. Dòng này pin trâu, pin trâu này, loa nghe nhạc thì âm bát ấm hơn, ấm hơn Disney. Disney thì lại chép mạnh hơn. Nếu như các bạn thiên về nghe nhạc thì dòng này sẽ ấm hơn, pin trâu hơn nhá. Đấy, còn nếu như các bạn để nói chuyện ấy, nghe gọi thì cái dòng nó nhiều chép hơn thì cái giọng người nghe nó dễ nghe hơn. Đấy, các bạn hiểu chưa? Cùng một giá tiền này, con này thì pin nhiều hơn này, pin trâu hơn này, thời gian cái đốc sạc nó khoảng 15 giờ, còn con này chỉ tầm 10 giờ thôi. Cùng xài cổng Type-C giống nhau này. Đấy, các bạn nhìn này, chất lượng hoàn thiện này, cực kỳ đẹp luôn, không giống mấy hàng phà kè các bạn mua mấy chục nghìn đâu nhé. Ok chưa? Này, bạn nào chưa xem mình review cái con này ấy, thì các bạn xem trên kênh của mình có video rồi. Thì hôm nay mình không nói nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hy vọng là các bạn sẽ chọn một cái tai nghe nó phù hợp với cái giá tiền 200, thì các bạn không thể tìm được cái dòng nào mà nó ngon như hai cái dòng này nữa rồi, đúng không? Mà mình nói ở đây là hàng chính hãng chứ mình không dùng hàng phà kè. Chính hãng rẻ tiền còn hơn là phà kè đắt tiền, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hy vọng là các bạn sẽ chọn được cái tai nghe ưng ý cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.